Xin chào tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay nhà thép Kisato đang có mặt tại đây cùng với anh Thức. Thì em xin phép chào anh ạ. Giới thiệu mọi người, anh Thức là chủ quán của quán cà phê Minh Thức Coffee tại xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Và nhà thép Kisato hôm nay rất hân hạnh mời được anh cùng chia sẻ về những cái bí quyết cũng như là về những cái tâm tư tình cảm để cho những mà khách hàng đang chuẩn bị nghiên cứu về cái mảng xây các cái quán cà phê hoặc là các cái nhà khung thép thì mọi người có thể hiểu rõ hơn. Thì trước tiên em cũng cảm ơn anh Thức đã nhận lời mời chia sẻ hôm nay để giúp ích cho nhiều người, người ta chưa đi, từng đi qua, người ta có thể hiểu hơn anh ạ. Thì anh Thức có thể chia sẻ giúp em là quán cà phê của anh ấy thì có tổng diện tích là bao nhiêu mét vuông không anh? Thì quán cà phê của mình thì có tổng diện tích là mỗi một sàn là tổng là 180 mét vuông. Dạ vâng. Và tổng 4 sàn nó lên 720. Đấy, dạ vâng. Hơn 700 mét vuông. Dạ vâng. Thì ở đây là anh ứng dụng cái sản phẩm là khung thép kết cấu. Đúng rồi. Dạ vâng. Thì anh có thể chia sẻ cho mọi người là trước khi mà anh xây dựng cái quán cà phê này, anh có phân vân giữa cái phương pháp xây dựng truyền thống và phương pháp sử dụng khung thép kết cấu để làm cho cái quán nhà mình không anh? Thì cũng như mọi người thôi, thì trước khi làm một cái vấn đề gì đó để làm một cái ngôi nhà thì đều phải đi tìm hiểu. Và khi mình cũng thế thôi, dạ. Trước khi xây thì cũng rất là băn khoăn mình nên để lựa chọn giữa hai phương án đó. Thì mình cũng đi tìm hiểu và thấy rằng là cái thằng khung thép nó rất là hợp lý để mình làm ở cái chỗ là kinh tế, và thứ hai nữa là cái thẩm mỹ để mình dễ thiết kế và trang trí hơn cho cái quán của mình nó đẹp hơn. Đấy, thế nên là cuối cùng là mình sau khi tìm hiểu là mình lựa chọn cái thằng khung thép để mình làm cái quán của mình để nó hợp lý hơn. Đấy, và mình cũng muốn truyền tải đến mọi người đó là nếu mọi người có muốn làm cái quán cà phê hay đôi khi nó là cái nhà ở của mình, dạ vâng, mình dùng sử dụng cái khung thép này nó cũng rất là hợp lý và kinh tế đó, trang trí lên nó rất là đẹp, dạ vâng. Đấy, nên là mọi người có thể tư lựa chọn để mình sử dụng để mình làm cái ngôi nhà của mình để nó hoàn hảo hơn. Dạ vâng. Thời gian thi công thì tương đối nhanh đúng không anh? Rất là nhanh, rất là đạt được cái tiến độ để mình cần để mình triển khai công việc của mình, để chạy tiến độ để mình khai trương quán hay là mình muốn về nhà hay mới ở nó nhanh hơn. Đấy. Chứ nếu mà mình xây dựng với cái kiểu truyền thống như ngày xưa thì nó kéo dài rồi, rất nhiều vấn đề xảy ra. Đấy. Và em thấy là nếu như mọi người đã nhìn thấy cái view flycam từ trên cao của quán anh Thức thì chắc mọi người thấy là anh thiết kế theo phong cách rất là hiện đại đúng không? Dạ. Em thấy có vách kính cũng như là thép tôn để che đúng không anh? Đúng rồi. Rất là hiện đại. Thì khả năng là nếu mà anh sử dụng cái này thì anh cũng được tiếp xúc cũng với ít các bác thợ hơn, vâng. Chỉ tiếp xúc với đội thép, đội nhôm kính thôi đúng không anh? Thì nó hạn chế được cái việc là không đồng bộ giữa các đội này và đội kia. Đúng rồi. Dạ vâng. Trên là anh dùng kính gì nhỉ anh nhỉ? Kính cường lực. Kính cường lực mấy ly? Kính cường lực 10 ly. 10 ly. Còn bên này là hệ cửa tôn dọc ra thôi đúng không anh? Đúng rồi. Tôn là mấy ly anh? Tôn là 5 ly. 5 ly. Anh em kết cấu phải làm luôn à? Đúng rồi. Tôn 5 ly là tôn dày đấy. Dày để đảm bảo an toàn mà. Dạ vâng. Thế là anh làm quây tôn mặt này với mặt này đúng không? Còn hai mặt kính này nó là làm hết toàn bộ một hệ mặt dựng. Dạ vâng. Thì nó mới đảm bảo được cái chống bão, gió, mưa. Tại vì là khi ở đây là cánh đồng rất là lộng gió nên là cần độ đảm bảo cao, nên là biết là ở trên cao nó nên là hầu như là trên này đều làm phải là chắc chắn hết. Dạ vâng. Thứ nhất là cái hệ mặt dựng này nó rất là an toàn, nó chắc chắn. Thứ hai nó thẩm mỹ rất đẹp. Dạ vâng. Đấy. Còn cửa sau đó là cửa tôn thì khi mình đóng vào thì rất là chắc chắn, và thứ hai khi mở ra thì rất là thoáng mát mà lấy được hết là view đẹp. Đấy. Dạ vâng. Vậy là những cái chia sẻ của anh Thức từ khi mà anh đang nghiên cứu về xây dựng quán cũng như là chọn những cái vật liệu và
qua quãng thời gian là thi công xây dựng lắp đặt đúng không anh? Dạ. Thì anh thấy là khi mà mình lắp đặt xây dựng vào, anh có thấy nó chắc chắn không, nó có bị rung không, thế rồi anh thấy nó có đảm bảo không? Thì sau khi tìm hiểu và sau khi lắp đặt xong thì mình có thấy rằng nó rất là đảm bảo chắc chắn đấy, và cái độ bền để mà nói thì rất là ok đấy, mình dùng nó yên tâm về sau này nữa. Và thứ hai nữa là tiết kiệm được chi phí đấy, vừa bền vừa đẹp mà lại còn tiết kiệm được chi phí. Dạ. Đấy. Rồi em rất là cảm ơn anh Thức về những cái chia sẻ, những cái giá trị mà anh Thức mang lại cũng như là chúng tôi mang lại, thì chắc các bạn cũng biết chúng tôi là những cái người luôn luôn đi trước, và chúng tôi đã có những cái sản phẩm thực tế như này rồi. Và các bạn không nói đến những người là xây nhiều các cái quán rồi, và những người mới bắt đầu chẳng hạn này, hoặc là đang nghiên cứu để dự kiến tài chính đúng không anh, thì rất là hợp lý. Và nếu mọi người có cần là xây dựng một cái quán cà phê kiểu vậy, hoặc là muốn set up một cái quán cà phê như thế nào, thì mọi người có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới để chúng tôi sẽ hỗ trợ cho các bạn. Và em rất cảm ơn anh Thức về cái chia sẻ của anh. Và sau đây thì em cũng xin phép anh để dẫn mọi người đi tham quan về một cái công trình của anh nhé. Dạ vâng, em rất là cảm ơn anh nhé. Dạ vâng, xin mời mọi người ạ. Trước khi đi giới thiệu chi tiết về phần khung thép, về phần kết cấu cột, dầm, sàn và toàn bộ liên kết ở phía bên trong, thì tôi vẫn muốn chia sẻ cho mọi người về cái mặt tiền của công trình mà anh Thức đang kinh doanh tại đây. Mọi người có thể nhìn thấy là một quán cà phê phong cách thực sự phải khác biệt đó, thì mới thu hút được khách hàng đến phải không? Và mọi người có thể nhìn thấy là với cái vật liệu đồng bộ với cái phong cách thiết kế, thì một quán cà phê rất có nhiều các cái view nhìn, cũng như là về mặt thẩm mỹ của nó. Mọi người có nhìn thấy là mặt tiền đây, anh đang sử dụng là toàn bộ là hệ thép kết hợp với hệ vách kính cường lực ở phía bên ngoài. Thế rồi quán cà phê thì để cho nó không bị đơn điệu, thì phía bên ngoài anh cũng làm toàn bộ bằng những cái cột thép kết hợp với cái khung trang trí, khung trang trí bằng thép luôn, để làm trường hợp mà có thể là trường hợp có thể là ngồi ở phía bên ngoài đó, mỗi khi mà quán đông khách chẳng hạn. Đấy, như anh Thức đã chia sẻ thì chúng ta sẽ có hai mặt tiền rất là thoáng, cả mặt phía đằng trước và cả mặt phía bên hông bên đường bên này, hai mặt tiền đường luôn. Và ở phía trên cùng thì cũng là hệ thống sân vườn, và chúng ta sẽ ngồi luôn ở khu vực trên đó nhé. Bên hông bên này thì là tôn lá để đảm bảo cái mức độ an toàn, và hông phía đằng sau luôn. Thì ok, chúng tôi sẽ đi từng tầng một và chia sẻ cho mọi người về cái vật liệu, cũng như là về cái chất liệu và về cái công năng của quán cà phê này. Thì trước khi chúng tôi chia sẻ chi tiết, nếu mọi người thấy hay thì mọi người hãy để lại một like, một subscribe, hoặc là để lại cho chúng tôi những cái lời nhận xét về công trình, hoặc là về MC dẫn bình luận, hoặc là những câu hỏi về công ty chúng tôi, để chúng tôi có thể mang lại những cái giá trị, hoặc có thể giúp đỡ được cho mọi người trong quá trình mà mọi người làm việc, kinh doanh hoặc là xây dựng tổ ấm cho gia đình mình nhé. Thì xin mời mọi người ạ. Với mặt tiền là 14m và chiều sâu là 11m, thì cái quy mô kinh doanh ở đây cũng rất là lớn rồi. Mọi người có nhìn thấy tầng 1 ấy, thì được thiết kế những cái khu vực riêng, như là cái khu vực đón chào khách khi mà chúng ta đi từ cửa vào này đó, rồi khu vực lễ tân cũng như là khu vực pha chế thì sẽ đặt ở cái khu vực chính diện ở đây đó. Phía trước thì trưng bày những cái đồ deco trang trí rất là đẹp đấy. Còn xung quanh ở đây thì mỗi một quán, thế rồi mỗi một chủ nhân lại có một cái ý tưởng trang trí riêng, nó phù hợp với vùng miền cũng như là sở thích của mỗi người, làm sao mà nó phù hợp với có nhiều khách hàng thì là càng tốt mọi người nhé. Đấy, hệ thống đèn trang trí, rồi hệ thống phòng cháy chữa cháy, thì mọi người có thể tham khảo về cái công năng bố trí ở cái khu vực tầng 1 này đó. Và đặc biệt hơn ở đây thì mọi người có thể nhìn thấy là chúng ta sẽ có một cái cầu thang đó. Cầu thang này thì hoàn toàn làm bằng thép mọi người nhé. Đó, làm bằng thép. Tôi sẽ test cho mọi người luôn này. Đấy, tôi đứng lên mà cảm thấy rất là chắc chắn. Đó, không có một chút rung động nào luôn. Đó, ok này, đi lại rất là thoải mái. Và mọi người có thể nhìn thấy là thiết kế và thi công cái tay vịn cầu thang thì bằng các cái thanh. Đó, bằng các cái thanh
20-20. Đó, và cái tay thì cũng là tay thép luôn. Ok. Đấy, sau đây mời mọi người lên phía trên tầng 2 nhé. Và ở trên đây là không gian trên tầng 2 mọi người nhé. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy là tất cả những cái hệ khung thép này nhìn rất là ok đúng không mọi người? Đó, rất là đẹp. Và nhìn nó rất là nhẹ nhàng. Đó. Nói chung là cũng có những cái nơi mà để chúng ta chụp ảnh lại. Thì ở đây mọi người có nhìn thấy là toàn bộ hệ khung cột thiết cấu chúng tôi làm bằng cột thép hết. Đó, cột chữ Y. Và hệ dầm sàn cũng vậy, sàn đếch thì dùng tôn đếch ở đây mọi người nhé. Chúng tôi dùng tôn đếch, nhưng mà nó tôn đếch là nó màu màu kẽm, màu bạc cơ. Nên mà chúng tôi sơn đen vào để cho nó cùng với cái màu của cái dầm này. Đó, thì nó sẽ thành một khối hơn và nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Và đặc biệt hơn là mọi người có nhìn thấy tại vị trí trung tâm thì đó chính là một khoảng thông tầng đó, giữa cái tầng 2 lên cái khu vực tầng 3. Đó, những quán cà phê thì chúng tôi không tận dụng quá nhiều về cái công năng sử dụng mà chúng ta cần phải có cả về cái mỹ thuật. Thì ở đây cả không gian tầng 2 cũng như không gian tầng 3 chúng ta đều có thể là kết nối với nhau. Đó, kết nối với nhau. Có những cái nơi rất là đẹp. Ok, và bây giờ chúng tôi sẽ chia sẻ cho mọi người chi tiết hơn về các cái chất liệu ở trong đây nhé. Thì toàn bộ hai tầng này, đó hai tầng này, tầng dưới là bằng bê tông rồi, còn hai tầng trên này thì hoàn toàn bằng thép. Thì chúng tôi thi công với khoảng 22 tấn thép mọi người nhé, 22 tấn thép lên trên cái sàn tầng 2 và sàn tầng 3 này. Và tất cả những cái dòng thép chúng tôi dùng đều là thép SS400, đó, đến từ Nhật Bản. Đó, và đây mọi người có thể nhìn với chúng tôi, đây là một cái cây cột. Đó, đây là một cây cột chữ Y này. Đó, một cái cột thép chữ Y. Đó, mọi người có thể nhìn thấy là nó rất là to bản đúng không? To bản đúng không? Và đặc biệt là nhìn vào cái cột thép chữ Y này thì chúng ta cũng phải nghiên cứu rất nhiều thứ ở đây. Đầu tiên là về chất lượng thép. Đó, nguồn gốc xuất xứ của thép. Thế rồi mọi người sẽ xem về cái độ dày của cánh cũng như là độ dày của bản, chiều rộng, chiều dài. Đó, và đặc biệt là các cái mối hàn này, mọi người nhìn thấy không? Thép thì chúng ta sẽ có hai loại thép, một là thép tổ hợp, hai là thép đúc nguyên khối. Đó, và ở đây thì chúng tôi cũng dùng thép tổ hợp thôi. Đấy, mọi người nhìn thấy các cái mối hàn của nó rất là phẳng phiu này. Đấy, rất là nét nhá. Và hàn là hàn theo phương án là hàn hồ quang luôn. Sơn nữa, về chất liệu sơn làm sao để nó chịu tồn tại lâu với thời tiết hơn. Đó, và đấy là cái thứ nhất, mọi người nhìn đấy, những cái cột như này. Và ở dưới chân thì sẽ có những cái bản mã và những cái con ốc xiết. Đó, những cái con ốc xiết đều được xiết xuống những cái cây cột bê tông đã chở sẵn ở dưới tầng 1 lên như vậy. Đó. Thì sau khi mà sử dụng cái phương án bê tông dưới tầng 1 thì anh quyết định đầu tư trên tầng 2 và tầng 3 thì toàn bộ bằng hệ khung thép luôn. Và đây là phần kết cấu của cột. Thế còn liên kết giữa cột với dầm, đây thì mọi người có thể nhìn thấy cột với dầm chúng liên kết với nhau cũng rất là ok mọi người nhé. Đây, mọi người có thể xem đây là một vị trí liên kết, các vị trí liên kết phía bên trong. Thì liên kết của cái thằng dầm chính sẽ to hơn và liên kết của các cái dầm phụ này nó sẽ bé đi. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng tôi thiết kế cũng như là thi công trọn gói thì chủ đầu tư được nhận được những cái giá trị nhất định. Ví dụ như làm sao để cho cái chi phí nó hợp lý nhất mà vẫn đảm bảo kỹ thuật cũng như chất lượng. Đó, thì ở đây thì mọi người nhìn thấy những cái dầm chính là chúng tôi đi dầm to thôi, còn các cái dầm phụ là chúng tôi đi dầm nhỏ. Nếu mà mọi người được báo, hai đơn vị báo giá, một đơn vị báo giá là từng đây, nhưng một đơn vị báo giá từng đây, thì mọi người cũng phải nghiên cứu kỹ, ngoài về chất lượng thép, về màu sơn thì cũng phải về khoảng cách giữa các cái thanh dầm, rồi chiều cao, chiều dày của thép, các thứ mọi người nhé. Nó rất nhiều các cái yếu tố cấu thành mà chỉ những cái người trong nghề như chúng tôi thì mới hiểu được thôi mọi người ạ. Rất nhiều các vị chủ đầu tư phản ánh với chúng tôi là anh thuê một đơn vị này thiết kế nhưng đến lúc thi công lại thuê một đơn vị khác. Ok, cũng được thôi, mỗi đơn vị có một cái riêng, nhưng mà lúc đó họ sẽ phải chỉnh lý rất nhiều, chỉnh lý của đơn vị thiết kế. Có thể đơn vị thiết kế đó không đủ năng lực thi công nên là họ thiết kế thừa thãi ra, chúng ta tốn rất nhiều chi phí. Hoặc đội thi công này họ như thế này như thế kia. Nói chung là các bạn phải nghiên cứu trước khi mà chúng ta thi công nhé. Đó, ở đây mọi người có thể thấy là thời gian nhanh bởi vì chúng tôi ghép hết hệ khung cột kết cấu vào, sau đó đi sàn và đổ bê tông cùng một lượt cho 3 sàn luôn. Và cái điều đặc biệt hơn là
ở đây anh Thức không cần đợi lâu. Đó, chúng ta đổ ba sàn này một lúc là một ngày sau, hai ngày sau, hoặc ai quan trọng thì ba ngày sau là đã lên trên này để tiến hành cán nền rồi ốp lát vào mọi người nhé. Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta làm cái hệ khung thép kết cấu này thì chúng ta không cần cây chống đấy, không cần chống đỡ gì cả, mà toàn bộ cột cũng như là dầm nó chống đỡ hết cho chúng ta rồi đó mọi người nhé. Thì đấy là cái lợi ích mà khi chúng ta dùng các cái hệ khung cột này. Và ở đây mọi người có thể thấy là chúng ta sẽ quan tâm về cái hệ thống điện đúng không? Đây, hệ thống điện là toàn bộ được nằm chờ hết ở phía bên trên này. Mọi người nhìn thấy những cái đường ống điện này này. Đó, những cái đường ống điện được nằm chờ hết phía bên trên. Nó tại sao chúng ta đặt được đường ống điện lên đây? Bởi vì mọi người có thể thấy là cái sàn deck là nó theo hình sóng như này. Đó, nên là chúng ta có thể luồn những cái ống điện này qua những cái hình sóng như vậy để chúng ta đi đường điện nước để trang trí những cái đèn vào đây cho nó hợp lý. Đấy. Rồi tiếp đến là mọi người chắc cũng phải quan tâm về đến cái sàn deck này đi. Cái sàn deck là cái gì? Thì chia sẻ với mọi người, cái sàn deck là nó cấu tạo, cái sàn này thì nó sẽ cấu tạo gồm 3 lớp. Đó, lớp đầu tiên là lớp tôn. Tôn deck thì mọi người nhìn tôn đây thì chúng ta sẽ có rất nhiều loại tôn. Có loại tôn 3 sóng, loại tôn 4 sóng, và ở đây chúng ta dùng loại tôn 3 sóng này. Đấy, mọi người nhìn có 3 sóng tại sao nhé? Bởi vì ở đây là một khớp nối này, đây là một khớp nối này. Giữa hai khớp nối này chúng ta sẽ có 1, 2, 3 sóng. Và các cái khớp nối nó liên kết với nhau theo liên kết ngàm. Đó, ngàm như này. Và mọi người có thể hiểu là gần như là nó đè lên nhau ấy, nhưng nó lại ngàm vào nhau. Thì khi đó chúng ta đổ bê tông thì nước nó sẽ khó thoát xuống khu vực phía bên dưới, và nó đảm bảo kết cấu cho công trình của chúng ta hơn. Tôn đây thì chúng ta có thể dùng tôn nhập hay tôn của Hòa Phát các thứ. Độ dày ấy, nó cũng có nhiều loại độ dày. Thì chúng ta phải tính toán chịu lực như thế nào và tính toán về mức chi phí để chúng ta có cái lựa chọn cho nó phù hợp. Đấy. Và phía bên trên cái lớp thứ hai đó chính là cái lớp thép. Ở lớp thép chúng ta có thể đi phi 8 hoặc phi 10, A150 hay A200 tùy theo cái độ cứng của sàn mà chúng ta mong muốn. Và lớp thứ ba là lớp bê tông nhé. Thường thì nó sẽ bê tông, lớp bê tông của nó sẽ 7 phân từ mặt trên lên tới trên mặt của nó, và không kể những cái lớp sóng ở phía bên dưới này. Nó sẽ tiết kiệm hơn so với cái phương án truyền thống một chút. Đó, toàn bộ được sơn đen hết, nhìn nó rất là đồng bộ với nhau phải không mọi người? Đó, rất là đồng bộ với nhau. Đấy. Ok, sau đây mời các bạn cùng chúng tôi lên phía bên trên tầng tiếp theo đi. Các em ở trên đó có gì? Đây mọi người có thể nhìn thấy chúng tôi đang đứng ở trên trên cái lớp sàn deck mà vừa nãy mọi người nhìn thấy chúng tôi quay ở phía bên dưới nhá. Nó rất là chắc chắn, không hề một có tí một rung động nào mọi người nhá. Đó. Thì sàn này gần như nó có thể nói là tốt hơn so với sàn truyền thống luôn mọi người nhé. Đó, tốt hơn về cái mặt chi phí cũng như là về mặt thời gian thi công và về những cái lợi ích khác nữa. Đó, ở đây thì mọi người nhìn thấy không gian phía bên trên tầng tiếp theo cũng như vậy thôi. Đó, đây chúng tôi vẫn thích là cái mối hàn này của nó rất là đảm bảo tiêu chuẩn. Cái mối hàn của nó rất là đảm bảo tiêu chuẩn, và cái lớp sơn của nó cũng thế, rất là bóng mịn. Đó, và ở đây thì là cái khu vực thông tầng, toàn bộ những cái phần hành lang lan can này bằng sắt sơn này thì chúng tôi cũng làm luôn cho anh Thức nhá. Đó, ở đây là một cái vị trí để check in. Đó, một cái vị trí để check in. Đó, được sơn màu khác đi một chút. Đấy, ép hộp sơn màu khác đi một chút. Sau giữa này sẽ để trang trí hết này. Đấy, và chúng ta sẽ có cái công tắc ổ điện được tích hợp luôn ở phía bên trong hộp của cái cột này. Đấy, mọi người nhìn thấy tích hợp luôn các cái ổ điện ở phía bên trong này luôn. Đấy, đường dây điện này tích hợp phía bên trong luôn mọi người nhé. Rất là xịn sò phải không? Rất là xịn sò. Đấy. Và mọi người có thể theo dõi với chúng tôi quá trình đổ sàn này như thế nào. Quá trình đổ sàn này thì bên trên nó có những cái gì để liên kết. Đó, những cái đinh rồi hàn bằng hồ quang nhé mọi người. Đó. Thì gần như là các cái kết cấu này thì phải được tính toán từ trước. Đấy, những cái vị trí đua các thứ. Ok, sau đây xin giới thiệu cho mọi người một chút về những cái hạng mục ngoài lề. Ở đây mọi người có thể nhìn thấy là chúng ta có hai mặt kính nhé. Toàn bộ dùng vách mặt dựng của sinh pha. Đó, màu ghi để nó phù hợp với cái màu của cái màu thép kết cấu này. Kính ở đây thì là kính cường lực toàn bộ mọi người nhé. Nó vừa có cái view nhìn ra khu vực phía bên ngoài mà vừa đảm bảo an toàn cho những người sử dụng ở các cái khu vực tầng này. Đó. Và ở đây có một thứ nữa mà chúng tôi muốn cho các bạn xem.
đó là hai mặt bên hông và mặt phía đằng sau. Tại sao anh lại không dùng vách kính? Thì ở đây anh dùng toàn bộ là hai view này là nó ráp nhà rồi mọi người ạ, nó ráp so với các công trình khác rồi, nên là anh làm những cái tôn như này, đó, những cái tôn như này, đó, tôn như này để nó làm cái cửa luôn. Chúng ta có thể mở ra nếu cần, còn nếu không thì thôi chúng ta sẽ đóng nó lại và nó cũng để che luôn mọi người nhé. Cái tôn này thì độ dày của tôn là 0,5 mm, đó, 0,5 mm, nó cũng được sơn theo cái màu ở phía bên trong này luôn. Đó. Thì còn một phía trên tầng trên nữa thì hôm nay các bác thợ đang hoàn thiện tiếp theo. Thì vừa rồi là cái chia sẻ của chúng tôi, nhà thép Kisato cũng như là vị chủ đầu tư là anh Thức, mà chúng tôi đã thiết kế và thi công trọn gói tại xã Khánh Trung, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Đó, hiện nay thì chúng tôi rất là tự hào vì chúng tôi có đội ngũ thiết kế rất là chuyên nghiệp, vì chúng tôi có xưởng sản xuất trực tiếp tại Ninh Bình với hơn 3.000 m², và vì chúng tôi có nguồn nhập trực tiếp các cái dòng thép dùng cho nhà kết cấu mọi người nhé, với đội ngũ kỹ thuật, đội ngũ kỹ sư, đội ngũ thợ thi công lành nghề, với cái hệ thống máy móc tiên tiến hiện đại nhất hiện nay áp dụng vào trong quá trình sản xuất cũng như là quá trình lắp đặt. Và đặc biệt hơn là chúng tôi luôn luôn có nhiều cái chế độ bảo hành, bảo trì cũng như là đồng hành cùng gia chủ trong cái quá trình sử dụng cái công trình khi mà mọi người đến với Kisato. Đó, thì không còn gì hơn, rất là cảm ơn mọi người đã bớt chút thời gian quý báu của mình. Tôi biết rằng là rất nhiều người đang lo sợ về cái hệ thống kết cấu thép này, đó, và đang không ngừng đi tìm hiểu, đi học hỏi. Nhưng mà tôi tin tưởng rằng mọi người đang đầu tư thời gian cũng như là cái chất xám, cũng như là để lựa chọn một cái đơn vị tốt, thì chúng tôi thấy là hoàn toàn hợp lý mọi người nhé. Thì mọi người nếu có nhu cầu thì liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại bên dưới nhé. Xin chào và gặp lại mọi người ở những video chia sẻ lần sau. Xin chào. Công ty cổ phần kiến trúc Kisato là công ty hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế, thi công xây dựng chuyên nghiệp, phục vụ khách hàng trên khắp 63 tỉnh thành. Chúng tôi có các trụ sở trải dài từ Bắc, Trung, Nam với văn phòng Kisato Hà Nội, văn phòng Kisato Ninh Bình, văn phòng Kisato Đà Nẵng, văn phòng Kisato Thanh Hóa, văn phòng Kisato Thành phố Hồ Chí Minh, văn phòng Kisato Đồng Nai. Đặc biệt, Kisato còn tiên phong đi đầu trong việc tạo ra những ngôi nhà trải nghiệm để khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp sản phẩm nội ngoại thất với đa dạng phong cách khác nhau. Kisato định hướng phát triển thành tập đoàn xây dựng hàng đầu khu vực, không ngừng đổi mới sáng tạo với triết lý phục vụ, làm đẹp từ tâm.